Video này được mang đến cho bạn bởi Content Hạnh Phúc, editor Minh Châu và giọng đọc vui vẻ, được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Tết ở làng địa ngục, phim Việt Nam gần đây mà ai cũng nói đến và kênh YouTube phim nào làm về cũng bú view vờ lờ. Trong lúc người ta đang cãi nhau về đất rừng phương Nam thì Tết ở làng địa ngục nổi lên như một cú vả là ông nhìn tôi làm bối cảnh phim này. Vừa có tập đầu xong thì ai cũng khen là đây là một bước tiến trong làng phim Việt. Khi tập cuối cùng lên sóng thì phim vẫn được khen là nền phim Việt Nam đã sánh kịp với Hàn Quốc. Trong khoản đầu voi đuôi chuột, nội dung thì vẫn chưa đạt được kỳ vọng của khán giả, nhất là phần giải quyết vấn đề ở 3 tập cuối chưa chặt chẽ, để lại nhiều sự khó hiểu cho khán giả. Tôi thì cũng theo dõi lượm nhặt giải thích ở các nơi, đọc truyện gốc để làm một video tổng hợp về nội dung cho rõ ràng. Nói chung là nó phải rõ như là âm thanh của loa JBL Authentics 200 mới ra mắt, tích hợp loa woofer toàn giải 5 inch và màng dung thụ động 6 inch hướng xuống, mang đến âm bass trầm sâu lắng. Không chỉ hay, loa còn đẹp, chất liệu nhôm đúc cao cấp, vỏ bọc hoàn thiện từ họa tiết lưới tản nhiệt Quadrex được trau chuốt kỹ lưỡng. Loa còn được tích hợp tính năng stream nhạc trực tuyến với chất lượng âm thanh độ chi tiết cao thông qua Apple AirPlay, Alexa, Chromecast hay là Spotify Connect. Đặc biệt, anh em nào sử dụng tính năng multi-room của JBL, mua một lô JBL Authentic để tạo sự cộng hưởng cho không gian rộng. Hiện tại thì JBL Authentic 200 đang được bán độc quyền tại Sephonet với mức giá chỉ hơn 8 triệu. Quá rẻ so với chất lượng và thiết kế cổ điển sản phẩm đem lại. Hãy đến ngay cửa hàng Sephonet gần nhất hoặc nhấn liên tục vào đường link trong phần mô tả và bình luận. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ kể lại cái phim này theo cách mà mấy kênh kia chưa kể, hoặc ít nhất là chúng tôi nghĩ thế. Mọi chuyện bắt đầu từ vụ án băng cướp chuồng nhà Hồ, một băng cướp xuất xứ Hải Phòng vào Thanh Hóa hành nghề. Băng cướp hung hãn này đã ra tay là cướp sạch, giết sạch, tàn sát toàn bộ gia tộc họ Trương làm nghề buôn tơ lụa khi đi ngang qua đây. Chỉ có duy nhất một thái phụ sống sót, chính là Thập Nương. Sống chết và vai trò của Thập Nương thì tí nữa sẽ kể rõ. Ngày gia tộc họ Trương bị tiêu diệt thì cũng là ngày quan nội tán Nguyễn Khoa Đăng cho quân triều đình bao vây lũ cướp. Lý do quân triều đình không cứu gia tộc họ Trương thì có thể là không kịp đến, hoặc là có thể là do tắc đường, I don't know, tôi không biết là hồi đấy đường xá hoạt động như nào. Nói chung là không cứu. Tàn dư của băng cướp chạy trốn lên núi khai hoang để tránh quan quân, và họ lập ra một ngôi làng đặt tên là làng địa ngục, vì người dân nơi này chỉ có vào mà không thể ra. Cứ ai muốn đi ra không ngã vực thì cũng phát điên, chỉ trừ dòng họ nhà ông Thập. Không rõ lý do tại sao, nhưng từ thế hệ đầu tiên thì cũng chỉ có cụ của Thập ra khỏi làng an toàn được. Thế nên bốn đời nhà Thập phụ trách xuống núi mua bán trao đổi, dân làng tin tưởng đều tôn bốn đời nhà họ làm trưởng làng. Quay lại với Thập Nương, sau khi chạy trốn được khỏi tay lũ cướp, bà ta quyết định phải tự tay trả thù, nợ máu phải trả bằng tiết canh. Thập Nương thề phải đòi đủ 192 mạng của gia tộc họ Trương. Bà ta hiến mạng đứa bé trong bụng, lấy nó để luyện cổ thuật, rồi luyện thêm vu thuật điều khiển động vật, thao túng một bầy phan jack như màu đỏ vây quanh làng, chờ câu hồn những kẻ ra ngoài đêm muộn mà không mang theo đèn lồng. Ông của Thập cũng từng suýt bị câu hồn hồi bé, may mà có hồn của bà nội dẫn đường về kịp. Thập Nương còn luyện thêm món rượu sọ người để giao kèo với con quỷ canh rượu cho bà ta sức mạnh, và cam kết phải đủ 192 mạng. Để luyện rượu thì phải ngâm trong bình gốm làm từ đất ở vùng Phù Lãng, cách Thăng Long vài chục dặm. Nguyên liệu thì phải chuẩn bị 5 loại: đầu của một kẻ thông minh, chân của U Săn Bôn, gan của người dũng cảm, tim của kẻ ác độc và máu tươi của thiếu nữ. Thực ra đoạn này diễn viên Lan Phương đã đọc sai ạ. Cần có 5 bộ phận và máu của thiếu nữ kìa. Sự thật là những cái chết trong phim chả liên quan mẹ gì đến cái đống nguyên liệu này. Thế nên là các bạn cứ nghe thế thì biết thế đã. Thập Nương trong thời gian đợi luyện thành rượu sọ người thì đã yểm bùa, luyện dược gì đó để khiến dân làng địa ngục khó có con. Trong chuyện thì mụ nhập vào vợ cụ Khảm, lén trộn độc vào thuốc cụ Khảm cho người dân trong làng uống. Mục đích là để số lượng dân làng phát triển vừa đủ. Đúng đến đời ông Thập là 192 người. Nói chung mà một nhóm diễn viên quần chúng thì đấy cứ coi như là đủ 192 người nhé. Lúc này thì món rượu cũng đã gần hoàn thành. Thập Nương ra tay bắt đầu kế hoạch. Vu thuật của mụ bây giờ mạnh đến mức có thể điều khiển được con người, nhưng mà chỉ với những người trong lòng có khúc mắc lâu ngày. Đầu tiên là Thị Thập, vợ của Thập, người chữa chạy thuốc lang bao lâu vẫn chưa có con. Tiếp theo là Đại, một thợ săn tài giỏi, muốn xuống núi để lấy tiền cưới mây, kết quả là bị Thập Nương cướp hồn trở thành kẻ điên. Mụ ta cũng liên tục quấy rối giấc mơ của Thập, khiến ông Thập lo lắng xuống dưới núi tìm thầy bói giải mộng. Thầy bói giải giấc mơ này xấu lắm, cần cả làng lập đàn giải hạn nhưng mà tốn rất nhiều tiền của. Ông Thập trên đường về thì gặp lão ăn mày què. Lão này trước đây được ông Thập cho đồ ăn ngoài chợ phiên nên là mang ơn, bây giờ thì muốn bói cho ông Thập một quẻ. Lão ăn mày này từng có thầy lang nuôi dạy, học được chút quẻ kinh dịch, giờ đem ra để xem vận hạn cho ông Thập. Lão bảo ông có họa sát thân năm 39 tuổi, không tránh được. Nhưng mà cuối phim vẫn tránh được. Ông Thập lại nhờ lão giải mộng. Lão ăn mày cũng bảo mộng như thế là điềm cực xấu, nhưng lão chưa nói cách hóa giải thì đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của Thập.
Thập sau đó đến nhà của Tam Quỷ để nghỉ trọ qua đêm. Đúng lúc bắt gặp Tam Quỷ đang kể chuyện ma cho bà con nghe. Tam Quỷ kể rằng cứ ai nói chuyện với lão ăn mày thì sẽ chết. Thị Tam còn kể là hàng xóm tứ cháu lòng đối xử tệ với lão ăn mày què nên bị lão ta hại chết, xác bị treo lên cây xoan. Tam Quỷ thì nhìn thấy có người lái đò đến đem hồn hắn đi. Đến đêm hôm đó, xác thị Tam được phát hiện treo trên cây xoan. Thị ra đi y như cái vụ của tứ cháu lòng nên là Tam Quỷ mặc định coi như lão ăn mày què là thủ phạm. Đến đêm ngày đám tang, lão ăn mày đến để giải thích mọi chuyện đằng sau. Chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, tứ cháu lòng trong lúc say xỉn đã tiễn vợ bầu về trời. Hắn nhờ vào tiền của chạy trọt mà xin được cái án số và cuối cùng là về sớm. Nhưng mà thị tứ mất chưa kịp chỉ cho lão chỗ chôn vàng, thế nên là tứ bắt đầu luyện rượu dọa người để gọi hồn vợ về hỏi cho ra nhẽ. Nhưng luyện rượu này thì phải cấm dục, mà tứ cháu lòng lại đi tằng tịu với thị Tam, thế nên quỷ canh rượu đoạt mạng của tứ. Còn câu chuyện đò trở vong thì là kiểu ai chết thì cũng được đò trở đi thôi, không có gì cả. Bình rượu sau bao năm thiếu dương khí liền đến đoạt nốt mạng của thị Tam. Trong phim thì đoạn này để giới thiệu về rượu sọ người thôi, chứ tôi tìm hiểu trong chuyện thì chính thập đường đã sai khiến tứ cháu lòng luyện rượu, và cũng bà ta khiến thị Tam tằng tịu với gã rồi âm mưu đổ tội cho Tam Quỷ để xóa hết dấu vết. Nhưng mà phim thì không khai thác đoạn này. Quay lại với Tam Quỷ, sau khi nghe được mọi chuyện thì xóa hết hận thù với lão ăn mày. Thập thì thấy mọi chuyện đã được giải quyết nên là lên đường quay về làng. Kết thúc 3 tập đầu thì cơ bản là giới thiệu về Tam Quỷ và lão ăn mày. Còn chuyện ở làng địa ngục thì từ sau đoạn này mới kể. Đầu tiên thì điểm qua một số nhân vật trong làng. Cụ Khảm là người già nhất trong làng, làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Cháu gái cụ Khảm sinh ra đã có dị tật khắp người. Mây, cháu họ của thị Thập, cũng chính là người mà thợ săn đại muốn xuống núi kiếm tiền để cưới. Đức, anh trai của Mây. Thị Lam, người làm hình nhân của làng. Đồ Lam, chồng thị Lam, giáo viên của làng. Các nhân vật khác phụ hơn thì đến đâu tôi sẽ nói đến đấy. Khi Thập quay về làng thì đã có án mạng xảy ra. Hạch chết dưới suối bị cá rỉa xác. Khi được người nhà mang về thì cái xác nặng trịch không nâng lên được. Theo quan niệm dân gian thì đấy là do xác còn oán khí không chịu đi. Cụ Khảm làm lễ vái lạy hồn hạch thì mới mang được cái xác về. Thập và cụ Khảm khám xác thì chắc chắn là hạch bị hại. Thế nên Thập quyết tâm xuống núi để tìm hỏi lão ăn mày què. Lão này bảo là cá ở cái hồ đã thành tinh, chắc chắn là dân làng đã đắc tội với chúng nên mới xảy ra cơ sự như thế. Thập liền nhớ đến ngày xưa lão Võ Tòng hay bắt cá lên nướng rồi cho bọn trẻ con trong làng ăn cùng. Để diệt trừ tai họa hẳn thì lão ăn mày muốn về hẳn làng luôn. Tam Quỷ ám ảnh về cái chết của vợ và tay hàng xóm tứ cháu lòng nên quyết tâm đốt nhà đi theo lão ăn mày để giúp đỡ. Lúc đó ở làng thì lão Võ Tòng quả thật cũng bị ứng quả báo, thậm chí còn bị treo lên nướng như cách mà lão đã làm với những con cá. Xác của Võ Tòng cũng không khiêng về được như hạch. Đức đã thề tìm ra thủ phạm thì mới đưa lão về nhà. Nhưng biến cố thì chưa kết thúc. Khi đưa xác Võ Tòng về làng chuẩn bị cúng viếng thì đại như chó dại xông vào cắn xé xác ông ta. Lúc đấy Thập vừa về đến làng, ông vừa hay tin thì mang ngay hai người bạn chạy đến. Lão ăn mày què thấy chuyện mới phẩy tay hắt rượu trong bình ra khiến đại vật ra bất tỉnh. Cụ Khảm thấy người lạ được đưa về làng thì chất vấn Thập, nhưng Thập bảo là để an táng cho Võ Tòng xong đã rồi mai nói chuyện. Sau đó Thập đưa Tam Quỷ và lão ăn mày về nhà đại ngủ tạm. Trong lúc đó ở chỗ đào huyệt, người dân phát hiện ra mộ mẹ của đại bị bới lên. Ngay trong đêm đó, hồn ma của mẹ đại quay về nhà, hành Tam Quỷ trong mơ vì vào nhà mà không xin phép. Sau khi tỉnh lại thì Tam Quỷ cung vái tạ lỗi trước bàn thờ rồi mới dám đi ngủ tiếp. Đêm hôm đó, Mây qua nhà đại để cho đồ ăn, nhưng chỉ thấy Tam Quỷ ngủ trong nhà. Trên đường quay về, cô bắt gặp một hình nhân lắc chuông đi trong đêm. Phía sau nó là một loạt đứa trẻ con và hồn của mẹ đại. Thằng đại hớn hở chạy theo phía sau thì được Mây kéo lại vì sợ có chuyện gì xảy ra với nó. Sáng hôm sau là ngày cuối cùng của năm cũ, Tam Quỷ cõng lão ăn mày đi khắp nơi chào hỏi mọi người, trong số đó có nhà của thị Lam, người tạo hình nhân trong làng. Thị Lam có tặng hai người hai con hình nhân làm quà. Cũng trong ngày hôm đó, đám trẻ con nhà thị Lam ngủ li bì không chịu dậy, chúng đã bị hình nhân đỏ hôm trước bắt mất hồn. Dần dần dân trong làng phát hiện ra trẻ con khắp nơi đều bị thế. Tối hôm đó, Đồ Lam vì quá lo cho con nên tinh thần bất ổn, bị thập nương tấn công trong giấc mơ. Sáng hôm sau, lão ăn mày đề nghị làm lễ cầu hồn cho bọn trẻ. Mấy lúc này mới nói ra chuyện hình nhân đỏ đến rừng sa mộc nên mọi người quyết định đưa bọn trẻ đến đó làm lễ. Sau khi cung vái thổ công trời đất, những đứa trẻ lần lượt tỉnh lại, nhưng mà cái thứ hồn nhập vào chúng không còn là những đứa trẻ nữa. Cơ mà dân làng thì vẫn nguyện tin đấy là con của họ. Trong lúc đó, Đồ Lam cầm dao đến nhà của đại. Ông ta phát điên tưởng rằng đang chém con quỷ, nhưng thực chất đang phanh thây bản thân ra. Người duy nhất chứng kiến mọi việc là lão ăn mày. Đến khi Thập phát hiện ra thì lão ăn mày đã chạy trốn. Lần này thì cụ Khảm chắc chắn là lão ăn mày là thủ phạm, nhưng giờ không ai dám đi tìm lão vì sợ đom đóm câu hồn. Thị Lam khi thấy mảnh xác trầm cũng phát điên. Đại lúc này xuất hiện, khùng khùng điên điên cười cười nói rồi đốt con hình nhân trong tay. Thị Lam mất hồn nhìn theo con
con hình nhân đang cháy, rồi mắt thị biến thành màu đen kịt, thị Lam chính thức bị thập nương chiếm lấy. Ngày hôm sau, mùng 1 Tết, đám tang của Đồ Lam diễn ra, nhưng con cái lão thì cười toe toét bên cạnh thi thể của cha. Thị Lam thì gào thét giết người dân đến phúng viếng, người ta phải bắt nhốt thị ở trong nhà. Thập thì lại phải dẫn người dân đi chôn cất cho cái xác. Đêm hôm đó, Đại quay về nhà, khiến cho Tam Quỷ thức dậy. Anh tò mò đi theo xem Đại làm gì vào mỗi đêm, thì thấy Đại đi theo hình nhân đỏ đến phá cửa giải thoát cho nhà thị Lam. Trong lúc đó, Thập cũng bị ảo giác, tấn công vợ vì tưởng đấy là hình nhân đỏ. Lúc này thì ông vẫn không hề nghi ngờ gì vợ cả, bất chấp các dấu hiệu bất thường của thị Thập. Chắc lúc này nhiều vấn đề quá không để ý được, mà ông này cũng lêu hêu ngoài đường suốt ngày thì làm sao mà biết vợ như nào. Sáng hôm sau, ông Thập muốn ra ngoài tìm lão què để hỏi rõ mọi việc. Đám trẻ con trong làng tụ lại một chỗ, nhìn ông với ánh mắt chòng chọc vô hồn. Thập chưa kịp thắc mắc thì tiếng cười của thị Lam vang lên từ trong rừng núi. Dân làng lần theo đến nơi thì thấy thị đang cho mấy đứa trẻ trong nhà cosplay zombie. Dân làng hô hào bảo mụ bị quỷ nhập, rồi đột nhiên cậu Đức kiếm đâu ra cái lưới bắt cả nhà thị lại, rồi dùng thôi hồn tán khiến họ ngất đi. Dân làng lúc này mới đi lên khiêng họ về. Sau khi tất cả đã đi hết, chỉ còn Mây ở lại. Cô nhìn thấy cảnh hình nhân đỏ giết chết Đại, nhưng mà chỉ đứng tại chỗ mà hét không ra tiếng. Lúc này thì người dân đã đưa thị Lam về rồi trói lên cột, mặc cho Thập can ngăn. Dân làng nhất quyết chôn sống mụ. Thị Lam trước khi bị chôn sống xuống mồ thề sẽ quay trở lại báo thù. Đêm hôm đó, Tam Quỷ được nghe kể nguồn gốc của làng địa ngục. Trong cơn sợ hãi, Tam Quỷ đã bị Thập Nương kiểm soát, suýt tự phanh thây như Đồ Lam đã làm. Khi tỉnh dậy, Tam Quỷ nói cho Thập biết thứ sai khiến đằng sau tất cả là một người đàn bà. Tất nhiên là Thập thì vẫn chưa hề biết về chuyện Thập Nương, vẫn đang phân vân việc là trong làng có nội gián hoặc là kẻ nào đó đang mai phục gần làng. Lúc này, món rượu sọ người của Thập Nương đã hoàn thiện. Mụ ta giao kèo với quỷ canh rượu sẽ lấy đủ 192 mạng người của làng địa ngục. Cuộc tàn sát chính thức sẽ sớm được bắt đầu. Trong đêm hôm đó, Thập lờ mờ nhận ra vợ đã có bầu. Ông còn ân cần bôi thuốc lên vết sần trên lưng thị Thập. Trong giây lát, nó hiện ra chiếc vảy rắn, nhưng mà biến mất ngay nên là ông Thập coi đấy là hoa mắt. Sáng hôm sau, Tam Quỷ lại bắt gặp cái xác nữa bị treo lên cây. Đấy chính là Đại. Nhưng sau khi Tam Quỷ chạy vội vào nhà chạy trốn, cái xác của Đại bất ngờ đi vào nhà, cầm dao chém loạn lên. Khi ông Thập chạy đến thì cái xác ngã vật ra như con rối. Hóa ra, trong một lần tỉnh táo, Đại đã cảnh báo cho Mây về Thập Nương, thế nên Đại đã bị trừ khử. Sáng hôm sau, thị Lam lại xuất hiện, mụ ta trốn thoát khỏi nấm mồ. Trên tay còn cầm theo đầu của Đại như sự giễu cợt với Mây. Đức quyết định dừng cung lên bắn, nhưng mà cung tên thì bắn người chứ ai lại bắn ma. Trong lúc mọi người đang bàng hoàng thì thị Thập lộ diện trong hình hài ma quỷ nhếch nhác. Dân làng kích động hô hào bảo thị là kẻ chủ mưu đằng sau. Một thanh niên nóng máu cầm dao xông lên thì bị thị Thập dùng tay đâm xuyên tim. Dân làng càng hỗn loạn hơn, nhưng mà chỉ dám đứng chửi như là cư dân mạng, chứ bảo xông lên thì chả đứa nào dám. Bỗng dưng một tiếng sói hú vang lên, thị Thập và thị Lam giật mình chạy đi mất. Người dân thấy thế lại hô hào xông lên để bắt lại chôn sống. Đuổi được một lúc thì chả thấy bóng dáng ai nữa. Dân làng đổ hết tội lên đầu Thập. Làm chồng mà không nhận ra vợ có vấn đề à? Đã thấy mối nghi ngờ với Tam Quỷ và lão ăn mày lại bùng lên. Đức và Mây cùng hai cành trúc và tre bé tí thì lại cản hết đống dân làng lại, để Tam Quỷ kéo Thập chạy trốn khỏi cơn giận dữ của làng địa ngục. Hai người chạy đến sẩm tối thì trượt chân ngã xuống vực. Khi Thập tỉnh lại thì đã thấy Tam Quỷ nhóm lửa xong xuôi hết rồi, nhưng mà tiếng sói gú gầm gừ vẫn vọng xung quanh. Từ trong bụi rậm, một người sói xuất hiện. Đây chính là yêu thân của lão ăn mày què. Thập với Tam Quỷ thì co rúm lại, chìa dao về lão chất vấn hàng loạt câu hỏi. Lão ăn mày ngồi giải thích từng chuyện. Tại sao lão lại chạy trốn? Lão chạy trốn để thoát khỏi sự nghi ngờ cực đoan của dân làng và thoát khỏi tử khí bám quanh làng địa ngục. Tại sao lão lại giúp Thập? Tại vì cha của Thập từng cứu mạng lão ăn mày què. Giờ lão quay lại để giúp đỡ Thập sống sót. Thập lại hỏi về hung thủ thật sự phía sau. Lão ăn mày thì không nói, làm gì được nhau. Thay vào đó thì lão kể chuyện của bản thân để chứng minh là mình không liên quan gì đến tất cả án mạng vừa qua. Lão ăn mày từng là con một tri huyện, cha lão bị drama quan trường hại chết, thế nên lão đã luyện rượu sọ người để báo thù cho gia đình. Để đẩy nhanh quá trình luyện thì lão tự chặt cả chân để ngâm, và nhờ đó thành công báo thù. Nhưng vì tham lam muốn lấy mạng cả những kẻ liên quan, lão đã chấp nhận lời nguyền của quỷ canh rượu để biến thành nửa người nửa yêu và phải hóa hình vào đêm không trăng. Và chuyện này thì chả giúp Thập tin lão hơn một miếng nào cả, nhưng mà cái tinh thần thề sống thề chết bảo vệ cậu khiến Thập phải đành chấp nhận. Lão ăn mày quay qua đưa cho Tam bình rượu phòng thân.
chính là cái mà lão đã hắt vào đại để đuổi con quỷ đi. Theo kiến thức dân gian thì tôi đoán là bên trong có nước tiểu đồng tử đấy. Đến sáng hôm sau, dân làng địa ngục táo hỏa phát hiện ra trẻ con đã biến mất hết. Họ đi tìm thì thấy chúng tụ tập ở rừng sa mộc, chính là chỗ làm lễ tụ hồn lúc trước. Lũ trẻ con đứng xếp hàng thành chữ thập ở đó. Dân làng thấy chuyện quỷ dị thì chỉ dám đứng ngoài nhìn. Lũ trẻ đột nhiên thay đổi đội hình, rồi thị lam xuất hiện với nụ cười man rợ, mụ đứng trên tảng đá, hai tay vẫy vẫy như điều khiển dàn đồng ca. Lũ trẻ cũng xoay vòng rồi hát lên những câu vè nguyền rủa mọi người. Rồi đột nhiên ngọn lửa xanh bùng lên nuốt chửng đám nhỏ. Người dân vào đó bị bén vào lửa thì không dập tắt được mà cũng chịu chung số phận chết cháy. Cụ Khảm nhận ra lửa này là lửa của địa ngục hỏa xa. Người nào làm gì tội lỗi mà dính lửa thì sẽ không thể dập tắt được. Người làng địa ngục thì ai cũng mang tội, vừa chôn sống cả một nhà còn gì nữa. Đến khi lửa dập tắt thì toàn bộ người trong đó đã hóa thành tro, nắm xương cũng chẳng còn. Trong nghịch cảnh thì có người đầu hàng, có người lựa chọn vùng lên. Đức hô hào mọi người phải đứng lên để chống lại kẻ đứng sau. Cụ Khảm thì biết rõ là có kẻ đang dùng vu thuật lên dân làng, nên là về nhà đọc lại sách cổ để tìm cách hóa giải. Điều cụ làm thì đụng đến điểm mấu chốt của vụ này thôi, nên là thập nương ra tay trừ khử cụ luôn. Sáng hôm sau, dân làng dậy từ sớm bận rộn chuẩn bị vũ khí để chiến đấu. Làm mãi thì người ta nhận ra là cụ Khảm vẫn chưa có mặt. Thế rồi mọi người cũng phát hiện chuyện gì đã xảy ra. Cái chết này khiến tất cả kích động, thế là mọi người không muốn ngồi im đợi tử thần đến nữa mà tự đi tìm đến chỗ chết luôn. Nói hay thôi chứ dân làng chả biết làm gì, đến tận đêm mới mò vào nhà cụ Khảm. Bà Tư, người hô hào đòi chôn sống nhiều nhất từ trong nhà đi ra, cứ ú ớ không nên lời. Rồi thị thập xuất hiện, thả một con đom đóm chui vào mồm bà Tư, khiến bà ta vật vã ra chết. Một màn biểu diễn xuất sắc để dọa dân làng. Thị Lam lúc này cũng án ngữ ngoài cổng, tạo với thị thập một cái thế bao vây mọi người. Thị Lam lao vào cắn chết một người dân nọ, khiến dân làng hoảng sợ co rúm lại. Rồi thị thập giơ tay gọi lũ đom đóm đến, một phát cầu hồn gần hết đám dân làng. Đám còn lại thì chạy vào trong nhà để tránh lũ đom đóm. Thế là thị làm chốt cửa phóng hỏa luôn. Ông Tề, cha của Đức và Mây, giả vờ phát điên, tìm cớ đẩy hai đứa con vào trong tủ gỗ rồi lấy thân chắn lửa. Thực sự đừng làm như ông Tề, tôi nghĩ là trong thực tế nó không có tác dụng đâu. Nhưng mà đây là phim mà. Tính đến giờ, người làng địa ngục đã chết gần hết. Và là lúc tuyệt vời để ông Thập và cứu tinh sói lửa quay về. Sói lửa vồ vào xé xác thị Lam, một nhân vật mà không hề quan trọng. Đoạn này hơi lú này, rõ ràng là ở đây là có hai người là thị Lam với thị Thập nhá. Thì thị Lam bị sói lửa xé xác rồi đúng không? Còn thị Thập thì đang bị thập nương điều khiển thôi. Xong thập nương bỗng dung ở đâu lòi ra, hai người đánh úp thắng được sói lửa. Giờ phút cận kề chiến thắng là lúc thập nương nói ra chân tướng. Nói chung là mọi chuyện thì đều là mụ ta sai khiến thị thập làm hết rồi. Nhưng mà thập bảo là thập tin vợ là người tốt, chẳng qua là bị ma xui quỷ khiến thôi. Lợi dụng lúc thập nương mất chú ý, tam quỷ hất bình rượu vào mặt thị thập. Thập nhanh tay xiên luôn vào bụng vợ, bất chấp việc vừa thề thốt tin tưởng lúc nãy. Cái này thì hơi vô lý, tại vì trong chuyện thì ông thập tưởng vợ là hung thủ thật nên là mới làm thế. Xong xuôi thì thập nương mới xuất hiện bảo là mày xin nhầm người rồi nha. Quay lại phim thì lúc này trời đất giật giật, quỷ canh rượu xuất hiện, tuyên bố giao kèo đã đủ 192 người. Thập nương nhận ra là vợ thập có bầu, thế nên là thị thập chết là đủ mạng người rồi. Thập nương cực kỳ hả hê khi mà đã làm cho làng địa ngục tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng mà biết đâu thập sau này cưới vợ nữa thì sao? Giao kèo kết thúc, thập nương trả cho quỷ canh rượu bằng chính linh hồn của ả. Thị thập còn vài hơi thở thều thào xin lỗi chồng. Thập ôm xác vợ gào thét suốt một đêm. Đến sáng sớm thì Mây với Đức dắt nhau ra từ trong căn nhà cháy rụi. Bất chấp mọi cái nguyên lý về phòng cháy chữa cháy thì họ còn sống. Mà ông thập nhận ra là bản thân không phải là một cú double kill mà là quadra kill, tại vì thị thập mang thai tận 3 đứa trẻ. Thế nên là bù mạng cho Mây và Đức. Kết thúc mọi việc thì những người sống sót giờ xuống dưới chân núi để sống. Trong một đêm vào vài năm sau, thập thức dậy thì thấy tam quỷ bị gọi lên đó trở vong. Và đây là tình tiết mở ra phần 2 của Tết ở làng địa ngục. Tôi là Vui Vẻ. Đừng quên đăng ký The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.